Những ai sống tại thành phố Vinh đủ lâu đều khẳng định rằng trận lụt ngày 16 tháng 10 năm 2019 có tính lịch sử chưa từng xảy ra. Thành phố Vinh có địa hình, địa thế rất thuận tiện trong tiêu lũ, chống lụt. Tại sao lại xảy ra tình trạng này? Ngoài mưa lớn kéo dài, còn có nguyên nhân nào khác? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, vào hồi 12 giờ trưa ngày 16 tháng 10, mực nước tại trạm bơm Bến Thủy dâng rất cao, gây ngập phòng điều hành hơn 50cm, có nguy cơ ngập 6 tổ máy. Vì vậy, cán bộ, công nhân của trạm phải dùng bao cát chặn cửa để ngăn nước tràn gây ngập máy. Cũng tại thời điểm này, trạm biến áp cấp điện cho trạm bơm Bến Thủy có nguy cơ ngập. Vì vậy, công ty điện lực đã cắt điện. Mất điện, nước dâng cao đã khiến trạm bơm nước Bến Thủy tê liệt, dừng hoạt động mất 7 giờ đồng hồ, từ 12 giờ đến 19 giờ. Thứ hai, phía đông thành phố trên đê Tà Lam có hệ thống 4 cống, rào đừng, thủy sản, hói cống, hói chùa, tiêu thoát nước cho thành phố ra sông Lam. Tuy nhiên, cũng hoạt động kém hiệu quả bởi các tuyến đường 35m, đường Nguyễn Trãi Sách hiện đang như những tuyến đê thấp, ngăn cách những khu vực tiêu thoát nước tự nhiên của thành phố Vinh, gồm các vùng đồng ruộng, ao hồ thuộc các phường, xã Bến Thủy, Hưng Dũng, Hưng Lộc, Hưng Hòa. Đây là bài toán cần sớm có lời giải của chính quyền thành phố Vinh.